Dự án đường vành đai 3 thành phố qua Long An có 3 gói thầu đang thi công đảm bảo đạt tiến độ. Theo đó, tại gói thầu XL1, thi công đắp các đường công vụ được 4.218 trên 4.310m, đắp các tuyến đường chính 1.770 trên 3.489m. Song song đó, các nhà thầu đã thi công được 3 trên 28 cọc khoan nhồi, giá trị thực hiện gần 44 trên 538 tỷ đồng, đạt 8,16% kế hoạch. Gói thầu XL2, các nhà thầu đang thi công tuyến chính, khoan thử cọc khoan nhồi 32 trên 36 cọc, cọc Đại Trà 137 trên 337 cọc, thi công kết cấu phần dưới bệ được 6 trên 34 trụ, thân trụ đạt 3 trên 34 trụ. Đối với tuyến song hành, khoan thử 5 tháng 7 cọc khoan nhồi, ép xong cọc Đại Trà Cống 35 trên 35 cọc và đổ bê tông cống hộp, thi công đào vét hữu cơ và đắp bao đường song hành, giá trị thực hiện trên 126 trên 903 tỷ đồng, đạt hơn 13,98% kế hoạch. Đối với gói thầu XL3, xây dựng nút giao cuối tuyến đã khoan thử được 16 trên 16 cọc khoan nhồi. Cọc Đại Trà đạt 84 trên 93 cọc, đổ bê tông phần dưới bệ trụ được 9 tháng 12 trụ, 6 trên 34 thân trụ. Cùng với đó, các nhà thầu tập trung đào đất không thích hợp tuyến chính được 160 trên 1.100m, đắp các K95 tuyến nhánh 1.960 trên 6.562m. Giá trị thực hiện hơn 79 trên 432 tỷ đồng, đạt 18,3% kế hoạch. Theo đó, đến nay, dự án thành phần 7 thuộc đường Vành Đai 3 qua Long An đã giải ngân được 309 trên 309 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn phân bố trí. Theo ông Nguyễn Đức Lộc, đại diện gói thầu XL1, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm nguồn cung cát san lấp, đến nay, về cơ bản các đơn vị liên danh thi công gói thầu đã chuẩn bị đủ lượng cát san lấp phục vụ công trình, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Hiện, nhà thầu đã tập kết đến công trường khoảng 63.000 mét khối cát, đồng thời ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp cát được khoảng 100.000 mét khối, đảm bảo giải quyết cho khối lượng cát của năm 2023. Tuy nhiên, do phía Nam các dự án cao tốc đang đồng loạt triển khai thi công nên nguồn cung về vật liệu cát sẽ có nguy cơ thiếu hụt trong năm 2024. Để đảm bảo tiến độ của dự án, đại diện gói thầu XL2, ông Nguyễn Đức Phương cho biết hiện gói thầu này có khoảng 10 mũi thi công. Đặc biệt, các mũi khoan cọc nhồi làm việc liên tục đến khi xong cọc, đổ hết bê tông mới nghỉ. Các nhà thầu đang lên phương án thi công dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Dự án đường Vành Đai 3 thành phố là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài giai đoạn 176 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Đoạn qua Long An có chiều dài 6,84 km. Đường vành đai 3 thành phố qua Hóc Môn chậm tiến độ do thiếu cát san lấp. Sau 5 tháng khởi công, gói thầu XL8 thuộc tuyến đường vành đai 3 thành phố đi qua huyện Hóc Môn chỉ đạt 5% tổng sản lượng. Theo nhà thầu, do thiếu nguồn cát thi công nên tiến độ có phần bị chững lại.